Và đây là món đùi gà hấp lá chúc, nhà em đã hoàn thành cái ngày. Thì giờ em cũng mời cả nhà ăn cơm chiều với gia đình em. Này. Gà hấp lá chúc đơn giản, bỏ thêm nấm rơm nữa bao ngọt. Ăn đùi gà không? Nghe cho làm đùi gà con ha. Cả nhà thì hôm nay gái em bắt đầu ăn đùi gà cả nhà. Em cũng chuẩn bị mấy cái đùi gà thì nay tính làm món còn một mớ lá chúc, bữa hái lá chúc. Thì tính làm đùi gà hấp lá chúc cả nhà. Em cũng bầm mấy cái tỏi này. Bỏ vô ướp cho nó thơm. Vô thì cho vô miếng nêm đi. Ngọt luôn, ngọt cũng vừa đủ thôi, không nhiều. Cho thêm một mắm nữa. Chắc lá chút mình bỏ vô. Rồi, bỏ lá chút vô luôn. Đổ lên để nước để đi cái này. Nãy giờ em cũng quên cái này, nãy giờ quên xăm nó cho nó dễ thấm, cũng xăm cho nó thấm rồi cho nó ngon. Có người ta trẻ cũng được, để xăm thì nhìn nó đẹp mắt hơn. Bây giờ em cũng ướp để đây tầm khoảng nửa tiếng gì đó cho nó thấm rồi đem hấp cái nha. Thì ướp đùi gà nãy giờ cái nha. Giờ em chuẩn bị đổ nước vô nè, hấp đùi gà. Giờ bỏ cái đùi gà này ra dĩa để bỏ vô chảo hấp. Thì chuẩn bị 6 cái đùi gà. Nào có ăn ha. Gái nó khoái đùi gà đó, kêu cha làm đùi gà cho con ăn. Đùi gà hấp lá chúc. Ăn không? Ăn đùi gà không? Ăn mấy cái? Dữ hả? 4 cái luôn hả? Chúc cho con ăn ha. Rồi giờ bỏ lên vô chảo luôn. Những cái nắp nào thao quá hả? Em cho em miếng nước này, bắt chút vào. Nè ơi, nè, em biết.
Hát gì mà không có hiểu cái gì hết đó. Rồi về hấp lại luôn cho nó giữ hơi cho nó chín chứ đều của nhỉ. Lấy cái gì dặn cái thau đó cho nó nặng nặng. Rồi để đây hấp lại đi rồi chút chia sẻ tiếp với cả nhà. Thì hấp nãy giờ cũng lâu cả nha, nãy tỏi một lần rồi, bây giờ dở đi. Dở ra cái nãy giờ hấp nãy giờ cũng 20 phút hả? Nửa tiếng rồi. Có nưa. Nưa gà nó chín. Giờ bỏ thêm nấm rơm gì nữa cho nó ngọt đó nha. Tại nãy sáng có mua mới nấm rơm thì sẵn mình có hấp rồi cái mình bỏ vô luôn. Để hấp nói chung là để thịt gà đã chín. Vậy hấp mấy cái nấm này cho nó nóng lên nữa rồi hấp xuống cái này. Đây, rồi đây đi. Và đây là món đùi gà hấp lá trúc nhà em đã hoàn thành cái này. Thì giờ em cũng mời cả nhà ăn cơm chiều với gia đình em. Này. Gà hấp lá trúc đơn giản, bỏ thêm nấm rơm nữa bao ngọt. Chấm muối ớt cũng được mà tương ớt cũng được. Ai thích nào thì chấm cái đó. Lấy gì ạ? Bữa cơm đơn giản. Bữa nào sắp tới mình. Rồi. Rồi giờ em cũng mời cả nhà cùng ăn cơm với gia đình em cả nhà. Đơn giản không có gì. Không có... Mời cả nhà ăn cơm với gia đình mình nha. Ăn đùi gà hấp nấm với ốc. Xong cái muốn thấy bạn rồi đó. Ăn nấm không cũng ngon. Nó chút tôi thấm rượu thơm. Đã. Miếng đùi gà luôn cái nhỉ. Ghé chó nè. Ngon không? Ơi hết đùi gà luôn rồi. Trời ơi. Còn hai cái mà cá nhìn em đói nó ăn đâu. Chờ ăn đùi gà đó. Mê ăn rồi. Đến đây em cũng đã ăn hết phần đùi gà cả nhà. Em cũng cảm ơn cả nhà đã xem video nhé. Chào tạm biệt cả nhà, hẹn ở nhà những clip tiếp theo.